Kênh Nhà Giá Rẻ Em Gái Miền Tây xin kính chào quý cô chú và anh chị. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú, anh chị, quý khách hàng thân thương một ngày thật vui tươi, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống và thật nhiều bình an, thật nhiều ý nghĩa. Và đặc biệt xem video này nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ, tạo cho em gái có một cái động lực để ngày nào cũng quay nhà mới để chào cho quý cô chú anh chị mình nha. Và xin chúc mừng tất cả những quý khách hàng hiện tại khu dãy nhà giá rẻ được tặng nội thất siêu đẹp với mức giá siêu ưu mà được hỗ trợ trả góp không lãi suất với căn nhà giá tổng là 540 triệu nè, đẹp nhất ngách luôn cô chú anh chị, mà hỗ trợ trả góp không lãi suất, chỉ cần thanh toán trước 300 triệu còn lại bao nhiêu là em hỗ trợ góp trong vòng vài tháng nha cô chú anh chị mình nha. Rồi, với căn nhà này giá cực kỳ siêu rẻ, ra mức giá còn thương lượng mạnh mẽ, mời cả nhà mình cùng em đi tham quan nguyên một cái dãy nhà đẹp giá rẻ. Khu vực ở đây có 27 căn, vị trí ở đây là khu vực có Phước Lợi của Bến Lức, Long An, và đặc biệt ở đây là gần chợ Bình Chánh. Chúng ta sẽ đi tuyến đường quốc lộ 1A chạy thẳng chợ Bình Chánh xuống chợ Gò Đen là tới vị trí căn nhà của mình ha. Nhưng mà đường trước nhà của chúng ta là đường xe ba gác nha cô chú anh chị. Ở đây là nguyên một dãy ở bên trong nè ha. Cô chú anh chị mình xem là bà con người ta đã về ở hết rồi, thì khu vực ở đây bên em chỉ còn có vài căn thôi. Thì hoài căng nên quay lại để giới thiệu chào cho cô chú anh chị nào chưa có duyên thấy cái dãy nhà này, mà khi ngày hôm nay em đã quay lên video, quý cô chú anh chị đã thấy thì gọi điện cho em để được dẫn xem nhà trực tiếp và chốt với mức giá rẻ tại nhà đất Tâm Việt với một mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. Và bên em là đầu tư là xây dựng luôn tại khu vực Long An, Cần Giuộc, Bến Lức, Cần Đức. Quan trọng là quý cô chú anh chị mình muốn tìm nhà như thế nào hả? Nhà nhỏ cũng có, nhà to cũng có, nhà phố, nhà vườn, biệt thự, khu đô thị 5 sao tất cả đều có luôn. Và đặc biệt cái dãy nhà giá rẻ ngày hôm nay chỉ còn có vài căn thôi cô chú anh chị mình nha. Và nội thất set up lên cực đẹp luôn và đảm bảo cô chú anh chị xem là đã thích với một mức giá cực kỳ siêu rẻ, diện tích ngang 4. Dài chính nha hả. Và đường trước nhà ở đây là dân cư người ta đã về ở hết rồi. Khu vực ở đây có tiệm tập quá gần chợ, gần trường, đông dân cư vui vẻ như thế này nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy trước nhà của mình sẽ có những cái thềm gạch đã ốp sẵn như vậy, không bị ngập nước mà nó sạch sẽ cho mình luôn ha. Dân cư thì đông đúc luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đường của chúng ta chỉ là đường xe Honda thôi. Mỗi một căn nhà như vậy có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng hết rồi. Đất thổ cư và pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch cho quý cô chú anh chị an tâm ở lâu dài với một căn nhà ngang 4, dài 9, hơi bị to ha chú anh chị, giá tốt nhất luôn à. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bên trong mình xem cái phần kết cấu nội thất bên trong căn nhà. Wow, rất là đẹp nè. Đó, có một cái hình cô gái, một bộ salon rất là sang trọng với bậc cầu thang rất là kiên cố chắc chắn, trên lầu còn đẹp dữ nữa cô chú anh chị. Tuy nhà giá rẻ cao cấp mà đẹp sang hơn nhà trọ, vậy làm sao mình phải ở trọ đây, chúng ta phải đi mua nhà thôi. Nhà giá rẻ cao cấp và đẹp sang trọng, mình có thể ở 4-5 thành viên ở đông vui, nhỏ nhỏ ấm cúng cô chú anh chị nha. Ở đây là đường lên cầu thang và chúng ta sẽ có một cái tủ cầu thang nè. Nhà mình để được bộ ghế salon cũng khá là đẹp luôn. Đấy, cô chú anh chị xem thấy rất là thích đúng không ạ? Đây, và cái kệ tủ để chúng ta để trưng bày nè. Bên trong thì có rất là nhiều học tủ ở dưới nè ha. Và bên trong kia thì có tặng cho chúng ta là một cái bộ bàn ăn 4 ghế, tất cả gia đình mình ở 4 thành viên thoải mái nè. Có cái cây xanh ở bên trong, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Nhà mình thì cũng có nhà vệ sinh đầy đủ. Vòi tắm, bồn cầu đầy đủ tất cả tất tần tật luôn. Nước thủy cục không có bị phèn. Và đặc biệt ở đây là nước rất là mạnh đó cô chú anh chị. Khu vực chúng ta ở là nó tiện đường quốc lộ 1A lên Bình Chánh, lên bến xe miền Tây và lên quận 6, quận 5. Nói chung lên Sài Gòn cũng khá là tiện lợi, cũng khá là gần luôn nè. Và được tặng bộ bàn ăn 4 ghế nhà ở 4 đến 5 người. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng em leo lên cầu thang, lên lầu để mình xem ở trên cái lửng nha. Nhà chúng ta sẽ là một trệt và một lửng. Và bên trên thì cũng có nội thất full cực đẹp luôn, với cầu thang kiên cố chắc chắn luôn nè. Nhà ở siêu to, siêu rộng, wow.
thiết kế dễ thương làm sao luôn cô chú anh chị ơi. Có một cái ghế lười ha, có một cái ghế màu hồng luôn, một cái bộ giường ngủ sang trọng bằng gỗ cao cấp, một cái tủ đèn ngủ, rèm che chắn, cửa sổ tất tần tật đầy đủ, tủ quần áo luôn, quá sang. Ai bảo nhà giá rẻ mà không đẹp đâu, không chất lượng đâu. Đến với nhà đất Tâm Nguyệt đi, có rất nhiều mẫu nhà vừa rẻ, vừa đẹp, vừa sang, vừa chất lượng, đảm bảo pháp lý cho mình và bên em bán nhà vì cái thương hiệu nổi tiếng trong khoảng thời gian qua là bán nhà rẻ, chân thật, đảm bảo uy tín, pháp lý rõ ràng với căn nhà tổng giá 540 triệu với mức giá thương lượng mạnh. Quan trọng quý khách, mình thích thì cứ thương lượng giá. Bên em hỗ trợ giá tốt nhất, giá tốt và rẻ nhất thị trường hiện nay. Xin kính chúc quý khách luôn bình an, luôn luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Mua nhà nhớ ủng hộ và gọi điện cho em gái miền Tây để được tư vấn rõ ràng, chi tiết, pháp lý hỗ trợ. An tâm hơn khi mua nhà bên em gái miền Tây nha.